Kết quả đại chiến giữa Arsenal và Chelsea đêm qua sẽ mở màn bản tin ngày 24 tháng 4 trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Bên cạnh đó, nhiều cập nhật quan trọng về các câu lạc bộ tên tuổi cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Arsenal đại thắng Chelsea. Ten Hag chỉ trích truyền thông. Diogo Jota chấn thương. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với Chelsea, nhưng ít ai ngờ Arsenal lại có 90 phút tưng bừng đến vậy. Ngay phút thứ tư, Leandro Trossard lập công để giúp pháo thủ vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1, nên thầy trò Mikel Arteta đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế về mặt kết quả. Thời gian sau đó tiếp tục diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Arsenal khi Ben White nhân đôi cách biệt ở phút 52 trước khi Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-0. Bên kia chiến tuyến, Chelsea bất lực trong việc có bàn thắng danh dự. Không những vậy, The Blue còn để thua thêm 2 bàn nữa và đánh chịu thất bại với tỷ số 0-5. Thắng lợi ấn tượng trên giúp Arsenal tạm thời vươn lên, dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo ra sức ép không nhỏ lên hai đại kình địch Liverpool và Manchester City. Đến làm khách trên sân của Lazio ở trận bán kết lượt về, Coppa Italia và Juventus đã nắm lợi thế không nhỏ khi thắng 2-0 ở lượt đi. Tuy vậy, lão bà thành Turin đã để đối thủ chọc thủng lưới ngay phút thứ 12 và 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, cũng là tỷ số của hiệp 1. Kịch tính sau đó được đẩy lên cao trào khi Lazio có bàn thắng nhân đôi cách biệt trong trận lượt về để cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận. Tuy vậy, trong tình thế khó khăn thì Juventus đã chơi đầy bản lĩnh để có pha lập công quyết định ở phút thứ 83. Chung cuộc, lão bà thành Turin thua 1-2 ở lượt về, nhưng có vé vào chung kết với tỷ số 3-2 sau 2 cuộc đấu. Tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ dự bị và U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Uzbekistan. Ngay phút thứ tư, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận bàn thua sau khi Alexander Odilov điền tên mình lên bảng tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, đại diện Tây Á nhanh chóng nhân đôi cách biệt nhờ pha dứt điểm khá hay từ Trumbalev Zhinyanov. Sự chênh lệch tiếp tục thể hiện khi Alexander Odilov nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 40. Đây cũng là pha lập công cuối cùng của cuộc đấu do những cơ hội trong thời gian còn lại không được cầu thủ tận dụng thành công. Chung cuộc, U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng D và sẽ đụng độ U23 Iraq ở vòng tứ kết. Trong khi đó, vị trí nhất bảng khiến U23 Uzbekistan phải gặp đối thủ khó chơi U23 Ả Rập Xê Út ở cuộc đấu tiếp theo. Dù giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp FA nhưng Manchester United vẫn phải nhận rất nhiều phản ứng trái chiều vì màn trình diễn trước Coventry City. Điều này khiến huấn luyện viên Erik ten Hag nóng mắt và chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định chỉ trích truyền thông mạnh mẽ bằng tuyên bố. Phản ứng và bình luận sau trận đấu với Coventry City là một sự ô nhục, đó là những bình luận đáng xấu hổ. Bóng đá là câu chuyện về kết quả và chúng tôi đã lọt vào trận chung kết. Manchester United xứng đáng với điều đó, không chỉ ở trận đấu này mà còn ở các trận đấu khác. Quả thật là căng thẳng nhưng có lẽ phát biểu thuyền trưởng Quỷ Đỏ sẽ có sức nặng hơn nếu đội chủ sân Old Trafford chơi tốt hơn trong phần còn lại của EPL cũng như vô địch Cúp FA. Giữa bối cảnh đang cạnh tranh quyết liệt với Manchester City cùng Arsenal ở cuộc đua vô địch EPL thì Liverpool lại gặp thêm khó khăn về tình hình lực lượng. Theo đó, Diogo Jota đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Thông tin trên vừa được huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ và điều này đặt thêm thử thách cho chiến lược gia người Đức trong việc vô địch giải Ngoại Anh thêm một lần nữa trước khi chia tay lữ đoàn đỏ. Chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra và Euro 2024 có thể sớm bổ sung một cập nhật quan trọng để tăng tính hấp dẫn cho giải đấu. Theo đó, UEFA sắp cho phép tăng số cầu thủ mà mỗi đội bóng có thể đăng ký cho sân chơi hấp dẫn nhất châu Âu lên con số 26. Đây là thay đổi nhận sự ủng hộ của giới chuyên môn khi các huấn luyện viên sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn cho mỗi cuộc đấu. Liverpool vẫn đang đánh giá những cái tên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Theo các cập nhật mới nhất, huấn luyện viên Arne Slot của Feyenoord hiện là một trong những cái tên nhận sự chú ý của lữ đoàn đỏ. Thậm chí các bên đã có một cuộc trao đổi trực tiếp và đặt lịch buổi thảo luận tiếp theo. Do vậy, thời gian tới sẽ là lúc các fan tập thể của thành phố Cảng tìm hiểu thêm về chiến lược gia 45 tuổi và triết lý của ông. Newcastle có thể phải bán tiền đạo Alexander Isak để đảm bảo các quy tắc về tài chính. Ở chiều đối diện, Barcelona cùng Arsenal đều dành sự quan tâm đến chân sút người Thụy Điển với mục tiêu tăng cường hàng công. Thêm một chút thông tin thì 90 triệu bảng có thể là số tiền mà các đội bóng phải bỏ ra để chiêu mộ Alexander Isak
đây không hề là những con số nhỏ, nên Blaugrana cùng pháo thủ sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những lời đề nghị đầu tiên. Huấn luyện viên Unai Emery đang tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng cách giúp Aston Villa nằm trong top 4 của giải Ngoại hạng Anh. Việc này đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Thế nhưng theo nhà báo David Ornstein, Emery sẽ cam kết tương lai với đội bóng chủ quản bằng cách gia hạn hợp đồng hiện tại đến năm 2027. Theo kế hoạch, các bên sẽ ngồi lại với nhau vào mùa hè để bàn chuyện tương lai khi Aston Villa rất hài lòng với chất lượng công việc từ Emery. Ngoài những cổ viên thuần túy thì sân San Siro còn vừa chứng kiến các tuyển trạch viên của Chelsea đến theo dõi trận Derby Milan. Được biết The Blue hiện đang quan tâm đến bộ đôi Lautaro Martinez và Federico Di Marco của Inter Milan cùng thủ thành Mike Maignan bên phía AC Milan. Do vậy các tuyển trạch viên của ông lớn nước Anh đã có mặt tại Ý để theo dõi những ngôi sao kể trên thi đấu. Tuy vậy rất khó để Chelsea hoàn thành cả 3 thương vụ ngay trong phiên chợ hè sắp tới. Để khán giả có thêm góc nhìn về câu lạc bộ thì Manchester United đang thảo luận với nền tảng giải trí Disney nhằm sản xuất một bộ phim tài liệu xung quanh đội chủ sân Old Trafford. Điều đặc biệt là quá trình sản xuất sẽ tập trung vào kỷ nguyên thành công của Quỷ Đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson. Đây là thông tin gây hứng thú với các fan ông lớn nước Anh khi họ rất muốn xem lại những thước phim về một giai đoạn đáng nhớ của đại diện EPL. Dê bóng chính là một trong những điểm mạnh của chân chạy cánh Jeremy Doku. Thậm chí ngôi sao Man City còn là cầu thủ có tỷ lệ dê bóng thành công tốt nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này với thống kê là 61,3%. Quả thật là ấn tượng khi con số kể trên giúp Doku vượt qua nhiều cái tên nổi bật khác trong top 5 như Ryan Cheki, Xavi Simon, Jamon Musiala cùng Mohamed Kudus. Gặp khó trong việc vô địch Saudi Pro League nên Anas đang tính chuyện bổ sung nhân sự trong phiên chợ hè. Hiện tại, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City chính là mục tiêu hàng đầu được đại gia Tây Á nhắm đến. Thế nhưng không dễ để đội chủ sân Etihad chia tay một trong những ngôi sao quan trọng nhất đội theo cách dễ dàng. Vì thế, Al Nassr sẽ phải thật sự khẩn trương trong quá trình đàm phán để tăng cơ hội có được Kevin De Bruyne. Từng nhiều năm làm đảm nhận vị trí tiền đạo tại Chelsea, nên Didier Drogba rất hiểu những sức ép mà Nicolas Jackson đang phải hứng chịu. Vì thế, cựu sao tuyển bờ biển Nga đã có lời động viên cầu thủ 22 tuổi trên mạng xã hội cùng nội dung: "Hãy ngẩng cao đầu và không ngừng làm việc chăm chỉ. Điều đó sẽ được đền đáp xứng đáng." Tất nhiên, ngoài sự động viên từ những người xung quanh, bản thân Jackson cũng phải thực sự nỗ lực để lấy lại niềm tin nơi các fan của Chelsea. David De Gea vẫn đang là cầu thủ tự do và việc này mở ra cơ hội cho những tập thể muốn có thủ môn xứ Đâu Bỏ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Betis đang cân nhắc tới việc ký hợp đồng với ngôi sao sinh năm 90 ngay phiên chợ hè tới đây. Đây là thông tin được các fan De Gea quan tâm khi cựu cầu thủ Manchester United đã thất nghiệp được gần một năm và cần quay lại thi đấu càng sớm càng tốt. Ngay sau khi vô địch Serie A thì Inter Milan còn báo thêm tin vui cho người hâm mộ về tình hình lực lượng. Theo tiết lộ thì ban lãnh đạo câu lạc bộ, ông lớn nước Ý gần như đã hoàn thành xong hai bản hợp đồng cho phiên chợ hè, đó là Mehdi Taremi cùng Piotr Zielinski. Bộ đôi kể trên là những cái tên đã chứng minh được năng lực, nên huấn luyện viên Simone Inzaghi sẽ có thêm niềm tin vào cơ hội cạnh tranh danh hiệu của đội nhà trong mùa giải tới. Quá trình đàm phán giữa Liverpool và huấn luyện viên Ruben Amorim đang bị đình trệ và một trong những nguyên nhân của việc này liên quan đến vấn đề lương bổng. Theo một số cập nhật, chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn nhận mức đãi ngộ 10 triệu bảng mỗi mùa trong hợp đồng 3 năm kèm theo một số phụ phí khác. Ở chiều đối diện, The Kop dường như đã được con số thấp hơn kỳ vọng của ông thầy 39 tuổi, vì thế khả năng các bên hợp tác trong tương lai là không cao. Những màn thể hiện của Levi Colwill thời gian qua đã giúp ngôi sao người Anh lọt vào tầm ngắm của Paris Saint-Germain. Thậm chí ông lớn nước Pháp còn sớm liên hệ với ekip của nhân tố 21 tuổi để bàn chuyện hợp tác. Thế nhưng, Chelsea chưa có kế hoạch bán Colwill để không dễ để Paris Saint-Germain chiêu mộ cầu thủ xứ sương mù. Sau một thời gian ứng cử thì Robin van Persie sắp trở thành huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đây sẽ là tập thể tiếp theo mà cựu tiền đạo Manchester United dẫn dắt sau khi cầm quân ở đội trẻ Feyenoord. Tất nhiên, nếu tạo ra những dấu ấn tích cực tại Heerenveen thì Robin van Persie có thể hy vọng được các câu lạc bộ lớn để mắt đến. Inter Milan đã chính thức vô địch Serie A trước 5 vòng đấu và đây là thông tin giúp Nerazzurri đi vào lịch sử sân chơi hấp dẫn nhất nước Ý. Theo đó, thầy trò Simone Inzaghi chính là một trong những tập thể từng lên ngôi Serie A sớm nhất lịch sử cùng Juventus, Napoli và chính đội chủ sân Giuseppe Meazza mùa 2006-2007.
Đây là minh chứng không thể rõ ràng hơn cho sự khác biệt mà Inter Milan đã thể hiện tại Serie A mùa này. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Trong đêm nay thì giải Ngoại hạng Anh sẽ tiếp diễn với nhiều trận cầu đáng chú ý. Kết quả thi đấu của những ông lớn cùng nhiều cập nhật nóng hổi khác sẽ liên tục xuất hiện trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.